chào tất cả các bậc phụ huynh và các bé yêu mến. Cô tên là Nguyễn Thị Kim Anh, giáo viên lớp Nhỡ Bãi, trường Mầm Non Hướng Dương. Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên các bé chưa thể đến trường được. Vì vậy, trong thời gian nghỉ dịch, ba mẹ thường xuyên cho các con rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn và ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, hợp vệ sinh để các con được khỏe mạnh, phòng chống dịch bệnh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho phụ huynh ôn lại cho trẻ cách vận động minh họa bài hát Em Đi Mẫu Giáo của nhạc sĩ Dương Minh Viết. Trước tiên, cô mời phụ huynh và các con nghe lại bài hát. Để phòng chống dịch bệnh thật tốt. Cô xin chào và hẹn gặp lại.